sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức tăng ni. Chương trình Duyên Lành Cửa Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Đây là một chương trình để là diễn đàn chung cho mọi Phật tử, học viên gần xa cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm và trao đổi việc học Phật Pháp cho, để giúp nhau cùng lợi ích cho bản thân, cho gia đình, rộng hơn thì cho cộng đồng và xã hội. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu vị khách mời tiếp theo đến với chương trình là Phật tử Nhật Lập. Kính mời đạo hữu Nhật Lập gửi lời chào đến quý khán thính giả. Xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào anh Minh Từ. Xin chào quý vị khán thính giả của đài Bồ Đề Phật Quốc TV. Dạ, Minh Từ xin kính chào Phật tử Nhật Lập. Dạ. Hôm nay tôi cũng được cái duyên lành nhờ đài mời tới để mà tỏ bày một vài cái cảm nghĩ của một Phật tử. Trước nhất tôi xin nói sơ về lý lịch của tôi. Tôi tên là Nguyễn Văn Thàng, pháp danh là Nhật Lập. Năm nay 84 tuổi, qua Mỹ năm 1998, tức là nay được 23 năm, cùng với gia đình. Và hôm nay đã bảo trợ tất cả 4 đứa con đều qua hết, 3 đứa ở Florida, 1 đứa ở Fullerton, tất cả có 13 đứa cháu nội và 6 đứa chết. Đó là phần lý lịch xưa của tôi. Dạ vâng, thì xin Phật tử Nhật Lập vui lòng cho biết là mỗi người đều có một cái hoàn cảnh và có cái duyên lành khác nhau. Thì trong cái trường hợp nào mà Phật tử Nhật Lập đã biết đến cửa chùa và đi học Phật? Dạ, cái duyên lành là Phật tử Nhật Lập, xin nói rõ, Phật tử Nhật Lập có cái duyên may là bên ngoại các tổ phụ đã tạo dựng được một ngôi chùa cách đây cũng khoảng 200 năm. Qua nhiều thời kỳ loạn lạc, chiến tranh, rồi thiên tai, bão lụt, thì chùa nó hư cũng sửa đi sửa lại 2-3 lần. Và đến bây giờ này, hiện tại đang trùng tu, đại trùng tu, được 60% rồi ở bên đó. Cái chùa tọa lạc tại làng Đức Phố, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đó là cái duyên mà từ bên ngoại đưa đấy ta tới cho Nhật Lập. Nhật Lập có cái phước là được theo mẹ trong các ngày lễ, ví dụ như đi về ngoại ăn Tết, rồi cũng ghé chùa, rồi ngày lễ Phật đản mẹ cũng được dẫn dắt đi. Cái khoảng đấy mình 7-8 tuổi thì mình biết được rồi, mẹ chỉ lạy thì mình lạy, mẹ chỉ quỳ thì mình quỳ, và mình biết được. Rồi sau lần lần mình lớn lần, rồi cũng đi về mấy ngày đấy, ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan đấy, rồi Phật đản, là tất cả những cái ngày đấy là đều có mặt Nhật Lập. Cho nên mình không học mà tự nhiên kinh những cái bài ví dụ như chú Đại Bi thì cũng đã có trong đầu của Nhật Lập. Thế nên mình có cái duyên đấy. Nhưng mà rồi trái qua, thưa anh Minh Từ là quý thính giả, chiến tranh nó loạn lạc như quý vị biết đấy, nhất là cái miền Trung là bão lụt liên tiếp, mà chùa thì nghèo, cho nên nó đạm bạc. Và rồi không biết quý bậc thiền hiền đấy có nghĩ sao không biết, mà rồi con cháu đi học rồi cứ khuyên đứa này tới đứa kia rồi tiếp tục ra tình với nhau,
và cuối cùng đến giờ này có những có vị tăng đưa ở đây thì lại có cái duyên mây thầy Huyền Châu đã có nói là tôi biết ông mà ông cũng quen với tôi lắm, là do đó có một cái mừng và nhạc lập là rất vui vẻ. Có một dịp thì ở bên đó thầy ở bên đó gọi qua gọi phai tam, thì tôi đừng mở tivi thầy đường giảng, tôi chiếu cho thầy coi, ông nói ông rồi nay sao ông tiến bộ, nói mà ông thấy ông trẻ mà ông đẹp rất là ngon lành, gỡ lời thêm tôi cũng nói chuyện lại với thầy. Đó là một cái duyên lành mà từ từ chùa bên đó chùa bên đây và cái sự đến của mình gặp Phật, mình biết Phật, đó là một cái duyên rất là may. Rồi sau đó thì Phật tử Nhật Lập đã có biết đến đạo Phật, và vì thời gian nào và trong cái khoảng đời nào mà mới đi thọ Tam Quyền Ngũ Giới? Dạ thưa anh Minh Từ, thưa quý vị, như quý vị biết bên Việt Nam mình lo cái ăn nhiều quá, bởi vì chiến tranh rồi thiên tai địch họa bão lụt rồi cũng có những cái trận dịch, do đó nên không còn có thời giờ chén qua mình, bởi vì bên ngoài mình có chùa cho nên mình mới đi về, thấy ít người sinh hoạt lắm, do đó trên Nhật Lập cũng cái việc tu hành riêng của mình, chỉ biết vậy thôi. Về nhà mẹ có diện là con nên ăn chi các ngày rằm mùng 1, 30 mùng 1, 14 rằm, đó là 4 ngày ở nhà Nhật Lập ăn chi của mẹ. Ba thì mất sớm, có ba bà chị, do vậy mà cái mình đến muộn đến sớm gì theo như thời gian thì mình cũng hiểu rồi, hơi miễn mình có một cái lòng quyết tâm để mà mình tu hành thì nó cũng sẽ đến với mình, chứ không phải tự sớm tự muộn. Mãi tôi qua năm 98, nhưng mà sau đó tới 10 năm lo bận rộn với chuyện ăn ở xếp đẹp rồi kiếm công ăn việc làm, chứ hầu qua mới 61 tuổi anh, cái tuổi qua đây rất là khó, cho nên phải đi làm, phải kiếm công chuyện. Học ở trường sinh sầm người ta chớ đi làm không ai dám nhận hết, bởi mình lớn tuổi nó sợ đeo bảo hiểm nó chạc nhiều, cho nên người ta không có dám nhận. Rồi cuối cùng là phải đi tìm một cái shop may Việt Nam, hầu giờ có một bên Việt Nam có may giá gì đâu, qua bên này phải tập đếm vai phi nút. Anh nói cho anh Minh Từ nghe là cái tháng đầu mà cố gắng làm đêm làm ngày, thì kế cả cái chí với bà vợ nữa, ông chú ông trả cái chiếc bấy đem nó mừng gì ghê lắm đó, thấy mình thấy đồng tiền làm nó quý giá như vậy. Rồi năm sau đó mình nó thơ thái rồi, mình mới nghĩ ở Việt Nam mình bận rộn nhiều chuyện, chứ mình tại sao mình là con nhà Phật có chùa ông bà mình chùa mà mình không có quy y, không có pháp danh thì coi như mình ở ngoại số, mình không có dính dáng gì dưới đạo là sao. Quyết tâm đi lấy pháp danh và được một thầy cũng quê Bình Định truyền cho Tam Quy Ngũ Giới pháp danh Nhật Lập cho đến bây giờ. Phật tử Nhật Lập đó là có cái duyên với lại có cái công đức mà xây chùa của gia đình của dòng tộc, nhưng mà không có là đến thời gian sau này mới lại có duyên để mà thọ Tam Quy Ngũ Giới. Thì sau khi mà thọ Tam Quy Ngũ Giới thì đạo Phật tử Nhật Lập có tìm hiểu để học hỏi Phật pháp ở nơi đâu, và cái sự học tu đó của mình như thế nào, xin có trình bày. Thưa ông Trinh Từ, thưa quý thính giả, nói tiếp cái hồi nãy là sau khi mà mình có pháp danh chịu Tam Quy Ngũ Giới rồi thì Nhật Lập có gọi về chùa bên đó, thì thầy bữa là thôi chú cho tên ông bà của chú từ ông bà cao, ông cố bà cố cho đến các con của chú, cái đứa nào mất thì thầy sẽ cho pháp danh luôn ở bên đó. Từ đó ông bà các con cháu các chú các thím của
của Nhật Lập đều có pháp danh, và đế tại chùa mấy cái ngày kỵ là chùa đều có trong bài vị các cái tên đó. Phật tử cũng được cái duyên, thầy cũng rất là nhiệt tình đối với gia đình của Nhật Lập. Như vậy là Phật tử Nhật Lập có sau khi thọ tam quy ngũ giới có tìm hiểu về Phật pháp, có học hỏi hoặc là có thọ trì? Dạ có, mình tôi đi học rồi là tôi nghiên cứu, tôi có nghe lời, nhưng mà bên Việt Nam anh biết đấy, không ai giảng giải cho mình. Ví dụ như cái câu kinh mà cái câu mà khai kinh ấy, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ đấy, mà mình đọc cái câu đấy mình cũng thấm thía, mình cũng hiểu rất là xa, nhưng mà không biết có ai qua mình nói. Thầy Quyền Châu mới nói là câu để của bà Từ Hy Thái Hậu, thành tôi thấy một cái công đức quá tuyệt vời. Rồi sau khi mà tiếp tục thời gian sau thì Phật tử Nhật Lập có duyên lành như thế nào mà biết đến với viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, mặc dù đi ra rất nhiều nơi, đến nhiều chỗ, nhưng mà vì cái duyên gì mà đến với lại viện Phật học? Thưa anh, thưa quý vị, là Nhật Lập ở vùng này thì tất cả Nhật Lập tính năm 16 cái chùa lận. Thì trong các ngày lễ Phật đản, lễ rằm tháng 7, Tết là Nhật Lập có đi hết. Nhưng mà có đi ngang lại, đi qua đi lại thì thấy có bản đề rồi. Thì Nhật Lập có nhớ là có đến trước cái lễ mà thầy đến ra mấy cái đài truyền hình, thì trước cái đấy ta có vô được 3 ngày mới biết tâm sự là cái chùa này thầy là cũng người Bình Định quê của mình đó, cũng mừng ra rồi cũng đi dự lễ, cũng nghe thầy giảng pháp, rồi cũng nhìn biết thầy cũng trình bày dưới cái nhà cũng coi đài, thì mới biết ra là cái nguyên thủy của cái chùa này là của nhà thờ của một tôn giáo bạn. Mà thầy mình nghĩ rằng chùa tốt chùa xấu không thành vấn đề, bởi vì bốn sư Thích Ca của mình thành Phật với cổ Bồ Đề, như anh biết đấy, chúng ta biết đấy, thì thành nếu mà còn muốn có cái chùa tốt thì cũng có liền, nếu như Phật tử đồng ý 100% chúng ta làm chứ có khó gì đâu. Ở nước Mỹ cũng không mấy cái gì khó, cho nên Nhật Lập quan ý là nhận ở đây, vì đây là cái nơi mà không phải là mình quê hương như thầy Quyền Châu mà ca tụng, mà cái nơi rất là đặc biệt. Một cái ở bên Việt Nam cũng như qua Mỹ là Nhật Lập đi nhiều chùa lắm, không có chùa nào mà dán cho rõ ràng cái lời kinh hay cái lời trong chú để cho Phật tử người ta hiểu, bởi vì đa số là đâu có biết tiếng Phạn mà cái nhiều cái câu kinh nó có rất là hay đó mà mình không biết, rất là uống đẹp qua để mà đẹp thì thôi. Tôi ví dụ như cái chú Đại Bi, cái chú Thuyền Bát Nhã đó, Bát Nhã Ba La Mật Đa, yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế Bồ Đề Ta Bà, chú cho thầy không dám quay, vượt lên Bồ Đề tới rồi đó. Đây bây giờ mình mới hiểu nó hay quá. Mà ở bên Việt Nam biết anh Minh Từ có hiểu câu đấy không chứ? Nhật Lập nghe mà không có hiểu gì hết, không biết gì hết. Nói thiệt vậy, mà quý vị tới đây quý vị cũng nhìn được cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình, đa phần là Việt Nam anh em. Trước nhất quý vị bỏ chút thì giờ thêm chùa cũng mất mát gì đâu, không phải là Nhật Lập tới đây để mà quảng cáo hay là phô trương cái chuyện chùa chiền. Với lòng thật tình của Nhật Lập, Nhật Lập thấy như vậy. Riêng bà xã nhà bữa nay bà cũng 84 tuổi, bà cũng vui mừng lắm, nhưng mà tiếc rằng cái tuổi lớn bà hơi lãng tài với ở lãng trí. Do đó bà nghe cái thầy Quyền Châu lỡ Bình Định mà bà nhất định là phải dẫn bà đi cho được.
Do đó trên cái vườn mì thì khi đó, ban đầu mà mới đến cái, với cái viện Phật học thì cái quang cảnh lúc đó rất là còn là tiêu điều, hoặc là cái thời gian sau này đạo hữu đã biết đến thì nhận xét của đạo hữu về cái viện Phật học là lúc đó như thế nào? Cho lúc đó mình tới thì thấy cũng bình thường vậy, chứ mà có mình bây giờ mình nói chung là cái nội tình chứ còn nói cái vỏ này nữa nói gì, cái nói trong cái ruột thì mình thấy thờ thì thấy rất là trang nghiêm, hoa đồ là tôi rất là nghiêm chỉnh. Ông ai bây giờ chùa mình nghèo mới mà bây giờ mình so với mình ước muốn sao được, mình đòi hỏi cái gì nó cũng có chừng mực, mà như cái tuổi mình rồi không có tranh đòi gì, mình có bao nhiêu mình làm của mình nó sướng, nó vui vẻ, tâm hồn của mình nó sáng khoái hơn. Dạ. Và trong cái thời gian mà viện Phật học đã có những cái chương trình giáo dục đó gần đây thì Phật tử Nhật Lập có cơ hội đến với lại viện thì có tham gia những cái chương trình nào mà của viện Phật học đã tổ chức hay không? Dạ, thưa thiệt với mình từ cái này là Nhật Lập cũng một cái đại khiếm khuyết là bởi vì có gia đình con khoa cũng đầy đủ, nhưng mà bây giờ cơm áo gạo tiền con nó đi, nó ở bà đứa nó ở Florida rất là già, còn hai còn một thằng thì nó ở Fullerton, nó cũng lo công việc của nó, còn hai vợ chồng xin được cái nhà ở mà bà như vậy mà mình đi ban đêm học từ 7 đến 9 giờ thì nó quá bất tiện, hơn nữa là tôi lái xe không được, thì chỉ đi xe đạp, đi xe xa chút nó đi xe bus, mà có việc gì khó kêu thằng con ở Fullerton nó chỉ về. Do đó thành cái sinh hoạt ở chùa thì Nhật Lập nhận là cái một tháng 4 ngày bác quan trai, và có những cái pháp hội gì thời mới đặc biệt là phải đầy đủ cái pháp hội đó, cũng như các ngày lễ lớn. Ngoài cái đấy thì 4 ngày bác quan trai là Nhật Lập có lần là dẫn bà đi được cho bà vui. Thì với cái độ tuổi mà cũng khá cao rồi thì Phật tử cũng có cái chướng ngại là không có là phương tiện giao thông để mà di chuyển được, thì cũng tham dự những cái chương trình ở tại nhà bằng cái hệ thống TV và online. Thì trong những cái giờ mà thời khóa mà thuận tiện cho đạo hữu ở nhà thì đạo hữu đã tham dự hoặc là lắng nghe những cái chương trình gì ở trên TV? Trên TV thì 24/24 thì mình muốn mở hôm nào thì đều có đủ các chương trình hết, tới văn nghệ rồi tới bây giờ có thêm cái chương trình thân khế tâm an, tới mọi chương trình là đều lần lần đều có thấy là cũng đài cũng đã tiến bộ rất là nhiều. Phật tử muốn xem nhất là để vấn đáp Phật pháp cái chương trình mà của anh Nhật Tường như thầy để mà vấn đáp, để mà lắng nghe thứ khán thính giả gọi vô, người ta nó hiểu ý của người ta muốn gì, người ta nói gì, người ta có thắc mắc gì về Phật pháp, hay là mình cũng hẹp hỏi mở rộng thêm, chứ mình đâu đã đầy đủ đã biết, nói biết chứ so với người ta một cái cây lá ở trong rừng mà đâu có thấm hiểu gì đâu. Dạ, đó là cái quan điểm chính của Nhật Lập. Dạ, trong thời gian mà theo dõi những cái môn học ở nhà tại trên bằng hệ thống truyền hình thì có chọn những cái giờ nào, hoặc là cái ngoài cái chương trình vấn đáp Phật pháp ra hoặc là có những cái giờ nào mà theo còn những cái còn thích một cái chương trình của thầy Nguyên Tâm mà thầy giảng về lịch sử Phật giáo của thế giới mà nhất mình châu Á mình ấy, nó du nhập từ năm nào, từ đời nào, nước nào, rồi ông vua nào nó mến Phật giáo, do đó cho nên nó cũng mở rộng kiến thức của mình. Chứ thật ra trong kinh đâu có nói của cái nước đấy sinh ông vua đấy, ông mộ Phật, đạo Phật, ông có chùa, cho nên
cũng nhờ cái bên ngoài để phụ thêm cái chương trình của thầy Nguyên Tâm, cũng là đáng đưa lên được cái chương trình thường trực để cho mọi người, người ta nhìn thấy, người ta suy ra cái nước mình như cái nước người ta, cho nó theo cho kịp. Nói Việt Nam mình chứ sao, anh Tân Từ theo như Nguyên Tâm nha, dáng mình thấy tích lan như Ấn Độ rồi, cái chỗ gốc đó mình làm gì có bằng. Chuyển qua mình sau này có những ông hòa thượng xuất chúng như mới vừa rồi mà ngày Quảng Độ qua đời đó, ngày Tuệ Sĩ rồi đấy, mình biết sơ trong nước mình lịch sử đấy thôi, chứ còn vì chiến tranh rồi cũng không ai dám ra, vì chế độ rồi nữa, tình không có, có người tài giỏi quá người ta cũng nấp lắm, vì thiệt hại cho người ta nhiều quá, thành nói thật là người ta cũng không dám ra cho rõ ràng bên Việt Nam, cho nên cái việc tu nó cũng bị hạn hẹp ở cái chỗ đó. Thì trong thời gian mà Viện Phật học tổ chức viện chương trình giáo dục đã được 6 năm rồi, thì đã trải qua được hai khóa về sơ trung đẳng và một khóa về cao đẳng. Tuy là Phật tử không có tham gia trực tiếp nhưng mà thường xuyên theo dõi những cái chương trình đó, những cái môn học hoặc là những cái nhiều chương trình khác phong phú ở trên TV, thì đạo hữu có nhận xét gì về cái chương trình này? Thứ nhất là thành tâm mà ghi cái công lao của thầy Huyền Châu đã mở ra được một cái đài TV 24/24 không có quảng cáo, nói về cái chuyện lịch sử của Phật giáo của mình như thế giới thôi, và mở ra những cái lớp học để cho mọi người đều mở mang trí thức, được biết và nghe thầy, được quyết tâm để mà mở một cái viện đại học nữa. Thành ra cái công trình nó rất là nó nhiều khê, nó chữ nhiều khê cho nó đủ, chứ còn không nói cho tiếng gì cho nó đủ, thành ra nó rồi nó tốn kém nữa. Anh nói đâu phải mới lớp học là phải có phòng, đâu phải có ghế ngồi, phải có thầy, rồi phải có ly nước uống chứ không lẽ ngồi thì dám ngồi không. Cho nên mọi chuyện mà thầy Huyền Châu cũng xếp đẹp là nguyện cầu cho ơn trên cũng giúp cho thầy sức khỏe để cho thầy giữ vững cái con thuyền này. Dạ, đó là cái nhận xét của tôi. Không có cái nơi nào mà tổ chức được như vậy. Không phải đây là quảng cáo, chứ coi trên TV, nếu TV người ta quảng cáo không phải. Tới đây thì mới biết, cho sự người thật việc thật. Dạ. Cuối cùng thì Phật tử Nhật Lập gửi lời cho đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Duyên Lành Cửa Phật ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa kính cảm ơn Đài, kính cảm ơn Viện Phật Học Bồ Đề đã có một cái thời gian để cho tôi phát biểu một vài ý kiến của một Phật tử tại gia. Thì với cái cảm kích cũng như cái công ơn mà chắc chắn là đời sau sẽ ghi cái công ơn của thầy Huyền Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin ghi cái công ơn này cho thầy Huyền Châu. Dạ, đó là cái lời của tôi, và sau cùng xin quý thính giả không có quảng cáo nữa, nhắc lại một lần nữa là xin mời quý vị qua bước tới Bồ Đề Phật Quốc một lần, chỉ một lần thôi, để xem, để biết người thật việc thật nó như thế nào. Đó là cái ước nguyện. Và còn một cái ước nguyện thứ hai nữa, xin mời quý nam giới bất kể là lớn nhỏ mà còn đi được, biết được thì cũng tới đây, cho tôi đi dự lễ, tôi thấy bên Nam mình lép quá, cái đấy cũng là một cái thiếu sót của bên giới Nam. Quý vị tới đây cũng như đi đường, nếu gần thì đi bộ như Nhật Lập, nếu xa thì nhờ con cháu nó đi, rồi mình tới đây mình thêm thá, cũng như mình nên du ngoạn một lần, đến chùa thêm thầy, thêm chùa, thêm bạn. Đó là cái ước muốn của Nhật Lập. Dạ, dạ. Dạ vâng.
Thì Minh Từ cũng thay mặt cho chương trình Duyên Lành Cứu Phật rất là cảm ơn sự có mặt hôm nay của Phật tử Nhật Lập. Dạ, xin được kính chào và xin tạm biệt. Dạ, xin một lần nữa xin chào anh Minh Từ, xin chào quý vị thính giả và chúc tất cả chúng ta có một ngày an lành. Dạ, Di Đà Phật. Thì hôm nay chương trình Duyên Lành Cứu Phật xin được phép nói lời tạm biệt. Và hẹn vào lần sau thì mọi sự đóng góp ý kiến, phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như là mọi câu hỏi thắc mắc về tu học. Kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc là đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an lành.